Xin chào các bạn, mình lại quay trở lại vào một tối chủ nhật như mọi khi. Đáng lý mình sẽ làm và viết cảm nhận về một quyển sách vẫn trong chuỗi series về làm cha mẹ. Chuỗi này thì mình tự cam kết với bản thân thôi, mà do quyển sách dài nhiều trang cộng với mình chưa sắp xếp được thời gian để đọc, như mục tiêu của mình là một ngày mình sẽ đọc được 30 trang của quyển sách đó, nên mình đã chọn quyển sách này. Và vâng, quyển sách có tên là Gái khôn không bao giờ sợ ế. Vâng, quyển sách thì có hai vế. Vế thứ nhất là gái khôn, vế thứ hai là không ế. Mình nhớ là mình mua và đọc lúc mà mình chưa có người yêu. Giống như cách mẹ mình hay nói với mình là trong khoảng thời gian 8 năm về trước, là cái khoảng thời gian mà mình mua quyển sách này á, là mình ế chồng vó. Hồi đó mình quyết định mua để đọc và xem có nội dung gì hay, rồi mình áp dụng vào cuộc sống của mình. Khi đọc thì mình mới biết rằng là ngoài bài học về chuyện tình cảm này, mình còn nhận được những bài học để tăng khả năng nhận thức của bản thân. Và sau đây mình xin chia sẻ những cái điều mà mình cảm thấy hay nhé. Cái thứ nhất á, đối với mình á, khi mà đọc xong quyển sách này á, thì mình thấy rằng là đây là một quyển sách và dành cho bất kỳ cô gái nào muốn thức tỉnh cái tôi sáng suốt, và là một quyển sách để kích thích cái sự thay đổi được chất lượng trong tình yêu và trong cuộc sống, mang theo một nghĩa là thay đổi mang theo tính là tích cực hơn nha. Thứ hai á, đọc và hiểu điều gì đó thì cần một khoảng thời gian dài, nhưng mà nếu không có thực hành, không áp dụng vào cuộc sống thì cái quyển sách đó thì không có giá trị, nên là chỉ có tri thức thôi thì hoàn toàn không đủ nha. Cái thứ ba, cái này rất rất hay nha. Khi mà mình bắt đầu có ý thức về một hành vi đang xảy ra của mình á, và đơn giản là lưu tâm đến nó mà không phán xét bất kỳ điều gì mình phát hiện ra, thì tự khắc á, hành vi đó biến mất. Để mình giải thích thêm nha. Mình đơn giản là nhận biết những cái việc mà mình làm. Mình uống nước là mình uống nước, mình ăn là mình ăn. Mình không thêm những câu như là mình uống nước mà ừng ực, người kế bên mà còn nghe thấy tiếng, thật vô duyên. Hay mình ăn như một kẻ chết đói á. Một khi mà mình phán xét á, phê bình, phàn nàn hay thêm bất cứ một cái bình luận nào á, mà vào sự quan sát ấy á, mình đang thực sự đổ khuôn cho cái chuỗi hành vi mà mình không mong muốn. Não bộ của chúng ta là một cỗ máy phán xét tự động, nên là sau khi đọc quyển sách này xong á, thì mình đã có một chút thay đổi. Là mình thay đổi là sao? Khi mà nhìn nhận cái sự phán xét một cách đơn giản á, để sau đó mình không phán xét mình vì đã phán xét bản thân. Còn đơn giản hơn nữa là khi mà mình có những cái suy nghĩ tiêu cực tới á, thì mình hãy biến những cái suy nghĩ tiêu cực đó tới trạng thái trung tính là không phán xét, và cuối cùng là biến mất. Và cái việc quan sát một việc mà không bình phẩm á, nghĩa là có sự cân bằng và sự tự do. Đây là sự tự do ở trong tâm hồn, trong trí não nha. Thứ tư á, mình cần có trách nhiệm với bản thân. Và chìa khóa của trách nhiệm bản thân là sự nhận thức. Mình nhận thức được việc mình làm có thể đem tới cho mình cuộc sống mình mong muốn hay không. Đồng thời, mình không phán xét chính mình về những điều mình biết nha. Trách nhiệm với bản thân còn có khả năng là mình phản ứng với cuộc đời này thay vì phản xạ một cách tự động theo thói quen. Theo mình nghĩ, nghe thì đơn giản nhưng mà thực hành thì không hề đơn giản. Bản thân mình cảm nhận, sự nhận thức thì cần thời gian luyện tập và không ngừng trau dồi kiến thức để nâng cao tư duy và nhận thức, và có cái nhìn đa chiều. Khi đó mình mới có khả năng phản ứng tốt với cuộc đời, thay vì phản xạ như một thói quen không tốt, như là tính tình nóng nảy hay than vãn, oán giận, phán xét, nói xấu, bình phẩm người khác. Cái thứ năm á, mình thấy cái này cũng hay là mình không thể thay đổi cách cảm nhận và hành xử của một anh chàng này, một người chồng, một người bạn hay ai một ai đó. Tuy nhiên, con người thì luôn biến đổi theo thời gian. Ngay cả bản thân mình cũng thay đổi nhiều so với mình của quá khứ, của một năm trước, của một tháng trước. Nên thay đổi hay cải tạo một con người không phải việc của mình, nhất là với bạn đồng hành của mình. Ở đây là chồng này, là người yêu, đôi khi là cả con của mình nữa. Việc của mình là tập trung vào bản thân mình, trau dồi kỹ năng, nâng cao nhận thức, suy nghĩ tích cực. Rồi mình trao đổi những gì mình cảm thấy hài lòng và không hài lòng về người bạn đồng hành của mình một cách là thành thật và thẳng thắn.
rất là cần thiết trong giao tiếp. Nhớ nha, đừng cố gắng để thay đổi hay cải tạo hay biến ai thành một người khác nha. Còn nhiều thông tin thú vị trong sách như làm sao để trở nên quyến rũ, hấp dẫn hơn qua tóc tai, cách ăn mặc, rồi đến cả những vấn đề bạn gặp phải với cha mẹ dẫn đến sự lựa chọn bạn đời sau này, và cả vấn đề tài chính cá nhân. Thôi mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tối chủ nhật tuần sau nha. Bye bye.